Co dạng, quắm đen là loài chim quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Riêng bồ nông chân xám đã được ghi vào sách đỏ thế giới. Co nhạn và bồ nông chân xám là loài chim di cư. Chúng chỉ về vườn chim Bạc Liêu cư ngụ vài tháng trong năm rồi lại di cư. Riêng loài quắm đen thì cư trú lâu dài và hiện đang phát triển đàn rất tốt. Đối với các cái loài động vật cũng như đặc biệt là các cái loài chim hoang dã trong khu bảo tồn hiện nay thì năm nay trong cái thời điểm này thì có một số xuất hiện một số loài, trong đó cũng có một xuất hiện một số loài mà trước đây ở khu bảo tồn không có. Ví dụ như hiện nay có các cái loài quý hiếm cũng như là loài cò ốc cũng đang xuất hiện, là đang về ở đây tập trung để mà cư trú tại khu bảo tồn. Và cái lượng các cái loài chim năm nay nó cũng tăng lên đáng kể. Việc nhiều loài chim quý hiếm về đây cư ngụ và sinh sản cho thấy môi trường ở đây được bảo tồn ngày càng tốt hơn. Công tác chăm sóc bảo vệ môi trường sống của các loài chim được thực hiện khá nghiêm ngặt, nhất là việc chống săn trộm, chặt phá cây rừng và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ công sức và vai trò của người dân trong khu vực. Ban quản lý vườn chim cũng tăng cường để mà kiểm tra, theo dõi, nắm bắt cái diễn biến, cái tình hình của các cái loài chim quý hiếm mà nó xuất hiện, để mình có cái theo dõi rồi mình định hướng các cái nơi ở cũng như các cái số lượng thành phần loài, các số lượng cá thể của nó, để mình biết được, để mình có cái giải pháp để mình bảo vệ và đảm bảo cho cái điều kiện sinh sống của nó, để nó có cái điều kiện để nó cư trú và sinh sản ở tại cái khu bảo tồn. Vườn chim Bạc Liêu thuộc địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Vườn có diện tích hơn 130 hecta, là nơi trú ngụ và sinh sống của hơn 100 loài chim cò với số lượng lên đến hơn 60.000 cá thể. Trong đó có nhiều loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới như bồ nông chân xám, giang sen, điên điển, cò quặm đầu đen, cốc đế. Hệ sinh thái của vườn còn có 150 loài động vật, 109 loài thực vật, tạo nên một quần thể đa dạng sinh học rất độc đáo.